Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 4 tây tháng 11 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ hai cái nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất liên quan đến vaccine dành cho trẻ em ở độ tuổi 5 đến 11 tuổi. Thì hiện giờ Ngọc biết thì có 4 đứa cỡ tuổi con Ngọc á, thì cũng hàng xóm nè quý vị, thì họ cũng đã cho con em mình chích rồi. Không biết là quý vị, con quý vị đã chích chưa hay là cháu quý vị đã chích chưa, thì hai đứa nhỏ nhà Ngọc thì Ngọc cũng đang chờ một vài ngày nữa xem sao. Và ngoài ra thì Ngọc cũng muốn chia sẻ một số cái thông tin, cái lịch gửi của 11 tiểu bang nữa. Hôm bữa trước là Ngọc cũng đã có chia sẻ 22 tiểu bang có cái chương trình thực phẩm khẩn và lịch gửi của họ. Bây giờ Ngọc thấy có thêm 11 tiểu bang nữa, tổng cộng là 33 tiểu bang. Thì mỗi người như vậy có thể nhận ít nhất là 95 đồng. Tức là nhận thêm đúng không quý vị, chương trình thực phẩm khẩn này là chương trình thêm. Hồi giờ quý vị nhận bao nhiêu thì quý vị sẽ được thêm 95 đồng, hoặc là có thể 100 mấy hoặc là vài trăm tùy theo cái trường hợp của mình, nhưng mà ít nhất là 95 đồng quý vị nha. Xem cái location nào là có vaccine chích cho trẻ em của mình đó, thì ở đây quý vị có thể vào cái trang là vaccines.gov, quý vị bấm vào đây. Quý vị phải nhập cái số zip code của mình, ví dụ như Ngọc nhập một cái zip code ở tiểu bang California đó, nhập vô thử nha, trong vòng 25 dặm thì quý vị bấm vào đây là dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Ngày hôm qua thì không có nhưng mà ngày nay đã có rồi, tại vì ngày hôm qua người ta mới chuẩn thuận à. Thì Ngọc vào Ngọc thấy không có FDA, thì bây giờ mình biết rằng là FDA với lại CDC người ta cho phép sự sử dụng khẩn cấp của vaccine của công ty Pfizer BioNTech cho cái độ tuổi 5 đến 11. Thì quý vị bấm vào cái chỗ là have appointments available. Đó, nó chỉ hiện ra những nơi nào mà có appointment available để mình lấy. Chỗ này là gần nhất. Ví dụ như ở đây quý vị thấy nè, Walgreens có nè, CVS, nói chung là những cái pharmacy đều có. Rồi quý vị vào chỗ văn phòng bác sĩ gia đình của con mình đó để chích, hoặc là có thể là ở trường chẳng hạn, nhưng mà ở đây á, Ngọc thấy á, là có những cái trung tâm khám bệnh nè. Rồi bây giờ Ngọc bấm vào Walgreens ha, Walgreens thì ở đây mình sẽ bấm vào coi thử cái appointment nó cho mình là như thế nào. Thì ở đây quý vị sẽ thấy là COVID-19 vaccine, ok. Này là chích chứ không phải là chích mũi booster nha quý vị nha, chích vaccine. Thì ở đây quý vị sẽ nhập cái mã mình là 92649 ha. Ok. Rồi mình nhập cái ngày tháng năm sinh gì đó. Ok. Mình có chích vaccine chưa? Chưa chích vaccine. Thứ hai, quý vị không rảnh thì quý vị sẽ chọn thứ ba. Đó. Lịch gửi này á là dành cho cái chương trình thực phẩm khẩn. Chương trình thực phẩm khẩn này là dành cho ai? Dành cho những ai đang có lãnh cái chương trình SNAP hoặc là chương trình tem phiếu thực phẩm Food Stamp. Ở Cali thì người ta gọi cái chương trình này là cái chương trình CalFresh. Như vậy nếu như quý vị lãnh CalFresh SNAP hay là Food Stamp thì quý vị sẽ đủ điều kiện để mà lãnh cái chương trình thực phẩm khẩn này. Quý vị không cần nộp đơn gì nha. Cứ mình có cái hồ sơ, mình đủ điều kiện thì người ta sẽ cho thêm mình cái số tiền vậy thôi. Thì những cái tiểu bang của bạn có cái lịch gửi của tháng 10 là những cái tiểu bang nào thì Ngọc sẽ chia sẻ ở đây. Trong cái video những cái đợt trước thì Ngọc có chia sẻ lịch gửi của tháng 10. Tháng 11 thì hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ 22 tiểu bang rồi. Đây là danh sách 22 tiểu bang ở cái video trước. Ngọc mời quý vị xem lại nếu như quý vị chưa xem nha. Nếu như mà quý vị vào cái trang của USDA.gov nè, người ta cũng có cái lịch gửi trên đó, chủ yếu là mình tìm cho ra thôi chứ nó có trên đó hết. Thì quý vị vào đây, quý vị bấm vào từng tiểu bang thì nó sẽ có cái lịch gửi của tháng 11. Những cái tiểu bang mà quý vị thấy nó màu vàng vàng nè, đúng vậy, là những cái tiểu bang mà nằm trong cái danh sách 11 cái tiểu bang mới
Không quý vị nha, tại vì bữa trước là Ngọc chia sẻ 22 rồi, bây giờ thêm 11 nữa. Đó, cái này là tháng 11 năm 2021. Thì 11 tiểu bang mới bao gồm có Alaska, Arizona, DC thì không phải tiểu bang, nó là một cái thủ phủ Washington DC, gồm Kansas, Louisiana, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, Vermont. Cái này cũng không phải là tiểu bang nữa, cái quần đảo. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng á là tổng cộng là 33 nơi, quý vị nhân như vậy là 29 tiểu bang cộng với Guam cộng với lại DC. Thì tất cả những cái thông tin này quý vị có thể đọc lại. Ở đây quý vị thấy rằng là Texas có nhưng mà Cali chưa có nè, Virginia có nè, đó, Pennsylvania có nè. Đó, những cái tiểu bang này thấy quý vị cũng quan tâm khá là nhiều. Maryland có nè. Đó, thì bây giờ Ngọc đọc hết nha: Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, DC, Guam, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington State, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. Thì ở đây Ngọc sẽ lần lượt đi từng tiểu bang. Đối với Alaska, ok, hôm bữa trước thì Ngọc chia sẻ Alabama rồi. Alaska thì ngày 15 tây tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 thì người ta sẽ gửi ra. Như vậy thì quý vị cũng phải đợi thêm 11 ngày nữa thì người ta mới bắt đầu gửi ra cái số tiền của tháng 11. Đối với Arizona thì sao? Arizona thì người ta nói rằng là nó sẽ phụ thuộc vào cái hồ sơ của mình, cái tên họ của mình mà bắt đầu chữ A và chữ B á, thì sẽ gửi ra. Bình thường giống như là ngày bắt đầu là quý, chắc là quý vị cũng đã nhận rồi, tại ở đây người ta nói rằng là ngày 1 tây tháng 11 nè. Xin lỗi, Ngọc đọc là lộn. Những tên họ nào mà không có bắt đầu bằng chữ A và chữ B đó thì mình sẽ được gửi ra kể từ ngày đầu tháng ha. Còn có chữ A, chữ B á thì có thể là quý vị sẽ phải đợi lâu hơn. Rồi, bây giờ thủ phủ Washington DC thì cái lịch gửi của họ cũng giống như cái lịch gửi thông thường. Người ta gửi sao thì người ta gửi cái số tiền 95 đồng hay là bao nhiêu đồng đó cộng thêm và gửi luôn lần. Rồi, ở đây thì đã Warm thì người ta nói rằng là ngày 19 tây tháng 11 người ta gửi ra. Kansas thì người ta sẽ gửi ra vào tháng 12 quý vị nha. Lịch gửi của tháng 11 sẽ được gửi ra vào ngày 15 đến ngày 24 tây tháng 12. Đó, thì nói chung là cũng cận kề Noel đó quý vị. Rồi, Louisiana thì sao? Louisiana thì người ta nói rằng là người ta sẽ gửi ra vào ngày 6, ngày 13, 20, 27 của tháng 11. Như vậy là sớm nhất là ngày 1. Ngày nay là ngày 4 rồi. Ngày mai, ngày 5, ngày 1 là ngày 6. Rồi Ohio. Ohio thì ở đây người ta nói rằng là khoảng ngày 22 tới tháng 11. Còn nếu như mà mình mới apply, mình mới được chấp thuận thôi á, thì người ta sẽ gửi một ngày sau khi mà quý vị được chấp thuận nha. Rồi tiểu bang Oklahoma. Oklahoma thì người ta nói rằng là sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 15 tây tháng 11. Texas. Texas thì người ta nói rằng người ta gửi dao động vào ngày 1 đến ngày 5. Như vậy rằng là Texas người ta thông báo sau nhưng mà người ta gửi sớm hơn những tiểu bang khác. Quý vị không, đợt trước Ngọc chia sẻ 22 tiểu bang thì Texas không có. Thì hôm nay là ngày 4 rồi, như vậy là người ta cũng đã gửi ra ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 chắc cũng gửi rồi và ngày mai sẽ tiếp tục gửi nữa. Quý vị xem thử là mình đã nhận được chưa nha. Rồi bây giờ tiểu bang
Utah, Utah thì người ta nói là ngày 28 tây tháng 11 người ta gửi ra. Vermont là ngày 14 tây tháng 12 người ta sẽ gửi ra. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái như lịch gửi của tháng 11 á là phải ngày 14 tây tháng 12 mới gửi ra. Rồi nếu như mà anh chị thắc mắc về cái chương trình thực phẩm khẩn này á, thì cái chương trình thực phẩm khẩn này cái tên ngắn gọn của nó là cái chương trình EA hoặc là Supplemental EA SNAP. Hoặc là tiếng Anh của nó dài dòng là những cái chữ này nè quý vị. Supplemental Emergency Allotment of the Supplemental Nutrition Assistance Program Benefits. Nói chung là dài dòng quá. Thôi bây giờ mình gọi tắt nó là cái chương trình EE hoặc EA hoặc là gọi tiếng Việt nó là chương trình thực phẩm khẩn quý vị nha. Chỉ dành cho những gia đình nào có lãnh cái chương trình tem phiếu thực phẩm SNAP hoặc là CalFresh. Những cái tên gọi đó tương tự giống nhau. Thì nhiều khi cái tiểu bang của quý vị có mà tiểu bang của bạn của quý vị không có thì quý vị phải nhớ rằng là cái chương trình này là cái chương trình thực phẩm khẩn. Chỉ có khi nào tiểu bang của quý vị được bên USDA họ approve về cái chương trình này. Tại vì mỗi tháng như vậy tiểu bang của quý vị phải được sự chấp thuận của USDA thì mới cho. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng khẩn cấp của tiểu bang mình. Nếu như tiểu bang của quý vị vẫn declare là cái tình trạng khẩn cấp, tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp như vậy thì sẽ tiếp tục được. Còn nếu như mà họ kết thúc cái tình trạng khẩn cấp, ví dụ như liên quan đến thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng, rồi lũ lụt, rồi Covid v.v. thì những cái đó nó liên quan đến cái tình trạng khẩn cấp của tiểu bang mình. Thì quý vị nhớ như vậy, nó chỉ dành cho những chương trình nào, những gia đình nào mà có lãnh cái chương trình SNAP thôi quý vị nha. Và Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Và Ngọc hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh quý vị nha. Xin chào tạm biệt. Chúc quý vị sức khỏe. Bye bye nào.